Hello, xin chào mọi người đã trở lại với kênh Unisa. Thì hôm nay Di có một cái chuyện vui và Di muốn chia sẻ với mọi người. Món ăn mà hôm nay gia đình Di sẽ ăn đó là cút nướng nha mọi người. Thì mấy hôm nay mưa cho nên là Di có nói với mẹ là mua cánh gà. Mua chuột mà không có chuột. Tính mua chuột cho bé Nan ăn mà không có, thì mua cánh gà. Đây bé Nan. Hello, mẹ nha, con có viết rồi là nếu đi ở Thailand đúng không? Mẹ là có con đi ngủ trước đi ngủ à, tối hôm qua con xin nhẹ lời nếu chào à mẹ đi ở Thailand lời là ở Thailand ở nhà của con không có cái gì cho mẹ lấy đi chung với con hết nè mẹ ơi. Là cho mẹ không có thèm, nếu cha mẹ thèm là chết mẹ rồi, đi ở đây một hai ngày vậy? Bà má mà thèm cà phê ở Việt Nam làm như thế nào à? Ở Sulawesi ở nhà của con không có hả à? Ở Thailand không có nước mắm dám ở đây em Nam cái mình mua 1 kg chanh đem theo. Chanh gì mẹ? Chanh á. Chợ bên bạn có chanh mà, bên Thailand có chanh mà. Có chanh mắc lắm. Sao con lớn có mà đầu ra nó rẻ lắm. Con tự nhiên cái đem này mua chanh Việt Nam đem qua Thái Lan làm gì? Nếu mẹ muốn mua chanh, mua tắc ở Thailand không có tắc cho mẹ mua. Em chào mọi người đi em. Hello, dạ xin chào mọi người. Hello, dạ xin chào cả nhà. Hôm nay bé Nan là bây giờ bé Nan nói chuyện với mẹ của chồng trước là nếu là quên lấy cái gì theo chúng ta thèm mà thích ăn mỗi ngày mỗi tối à, nếu không lấy đi chung mà ngủ không được á. Dạ cho dạ cái này là bây giờ chúng ta là tập thể dục nhiều lắm. Tập thể dục nè, là chăm sóc cơ thể, chăm sóc cho không có bệnh gì à, là muốn đi ở Thailand lấy đi ở Thailand chung. Vui không cả nhà ơi? Dạ cảm ơn cả nhà đã xem video, luôn xem video, like, subscribe và share video của gia đình dễ thương. Thì Di cũng thông báo với mọi người để cho mọi người vui là Di đã quyết định là đưa về ba mẹ em Huy, là ý là đưa gia đình Duy đi qua bên Thái Lan để thứ nhất là cho bé Nan về ăn Tết, thứ hai là về thăm bà ngoại vì bà ngoại đã bị bệnh rồi, bị dính Covid rồi. Cả nhà ơi, bây giờ là chưa nói với bà ngoại nè, muốn nói với bà ngoại là cho bà ngoại vui là nè khuyên Duy là Lê Đình Duy muốn đi về đi thăm về ở Thái Lan lặp lại. Lê Đình Duy hát hồn luôn, và bé Nan cũng hát hồn nha các bạn ơi. Bà ngoại vừa Covid, hy vọng là bà ngoại là nhiều sức khỏe rồi. Là đúng rồi, hết bệnh rồi. Bây giờ là có uống thuốc có cái gì. Nếu cả nhà là có xem video của Lê Đình Duy lúc trước đúng không? Lê Đình Duy đi chung, đi chi bệnh chung là tại sao bà ngoại bệnh đúng không? Bà ngoại làm giống như là công tác là công tác xã hội gì đó, là chăm sóc người ta rồi rốt cuộc là bị dính Covid. Dạ đó, gia đình của người ta có bệnh Covid hết đúng không? Một gia đình bà ngoại đi ở đây cho nói chuyện chung, trời ơi bệnh chung luôn. Thì video hôm nay là Di muốn chia sẻ niềm vui này, là Di quyết định là Di sẽ đưa gia đình của Duy và bé Nan trở về Thái Lan. Thứ nhất á là thăm mẹ ổ và bà ngoại, thứ hai nữa là cho bé Nan về ăn Tết. Tại vì mọi người biết đó là tháng 4 là Tết ở Thái Lan. Ăn chung, cả nhà cặp chung mà. Và cái chuyện mà đi xuyên Việt thì Di sẽ về lại. Thì trước mắt thì Di thấy là nên đưa bé Nan về ăn Tết và thăm mẹ ổ trước, cũng lâu rồi cũng không gặp mẹ ổ. Mà khi mà Duy với Nan thông báo là sẽ về Thái Lan ăn Tết đó, thì mẹ ổ cũng vui lắm. Rồi bữa đó là mẹ ổ với bé Nan là thức tới 2-3 giờ sáng không ngủ được luôn á. Kiểu như vui á mọi người. Thì vé này kia là Di đã thu xếp, giấy tờ này kia thu xếp xong hết trơn rồi, là chỉ chờ đến ngày bay thôi. Thì một xíu nữa là gia đình Duy sẽ đi xuống cái suối gần nhà nè, mình cùng nướng, mình cùng ăn, mình tắm suối dưới đó. Dạ mẹ chưa hết nè, có chiếc nữa, có cà phê rồi. Hiện tại là bé Nan rất là vui á mọi người. Duy quyết định là đưa gia đình về Thái Lan á. Thứ nhất là, và cái quan trọng đó là để cho gia đình Suya gặp nhau á. Thì bé Nan kiểu như rất là vui luôn á. Mẹ ổ hiện tại bên đó cũng rất là vui. Cúng cho chiên, cho cúng, cho ăn. Cúng cho chiên, cúng cho ăn khác đúng không mẹ? Đúng rồi. Lấy hết là bánh, làm bánh xèo. Bột làm bánh xèo. Ý là bé Nan nó muốn mẹ đem bột làm bánh xèo nè, rồi cái khuôn bánh khọt nè để đem qua bên Thái Lan á, dạy hướng dẫn cho mẹ ổ làm á mọi người. Thì đảm bảo chắc chắn là sau này khi mà Duy đưa gia đình của Duy qua bên Thái Lan á,
thì đảm bảo sẽ có rất là nhiều sản phẩm, rất là nhiều video thú vị và hay của hai văn hóa Việt Nam và Thái Lan, hai dân tộc khác nhau cùng nhau kết hợp làm món ăn nha mọi người. Thì hy vọng là quý cô chú anh chị và các bạn có thể xem ủng hộ Di và Nen. Và một điều quan trọng nữa là xem quảng cáo giúp Di và Nen nha mọi người. Nếu mọi người mà xem quảng cáo giúp Di và Nen là Di và Nen sẽ có tiền. Và nếu mọi người mà click vào quảng cáo đó thì Di và Nen sẽ có tiền nhiều hơn nữa. Và nếu mà mọi người mà click vào quảng cáo mà còn mua sản phẩm ở trên cái quảng cáo đó thì Di và Nen sẽ có nhiều hơn nữa. Đó, thì đó là động lực để Di và Nen đi làm video, kiếm thêm kinh phí để mình trang trải những cái video mà đầu tư. Thì đi đâu đi đó là cần phải có kinh phí mọi người. Thì cũng may mắn là có nhiều quý cô chú anh chị yêu mến nè, nhiều các bạn ở trong ngoài nước ủng hộ. Cho nên là xem quảng cáo cho Di và Nen để Di và Nen có kinh phí để đưa ba mẹ đi Thái Lan. Dạ. Gia đình từ chúng ta cảm ơn mọi người nhiều lắm, đã cho mọi người là giúp xem video của chúng ta cho mọi người may mắn, vui vẻ, sức khỏe. Và Di cũng muốn cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến một người chị. Người chị lúc nào cũng đứng sau lưng Di, phía sau Di, ủng hộ Di và giúp đỡ Di rất là nhiều. Cảm ơn chị. Hộ chiếu của ba bá, mà má và em Huy là Di đã chuẩn bị từ rất là lâu rồi. Thì hiện tại là chỉ cần làm xong giấy tờ thủ tục là mình bay thôi đó mọi người. Thì cái ngày mà bay là Di sẽ làm video lại. Cút luôn. Đó rồi. Huy. Cút có trứng luôn. Cút có trứng em. Cút có trứng luôn. Đúng rồi, cút có trứng á. Lần đầu tiên thấy trứng cút non. Hôm nay đã xem video cái này hồng hậu. Chúng ta giúp gia đình chúng ta đi ăn Tết ở Thái Lan chung. Ừ. Bên em giờ vui lắm, bên em vui lắm mọi người. Bữa thức tới 3 sáng xem, luôn. Đại xem là video mới cái clip là nhìn ở video là ai vui hơn. Mẹ gia đình của chồng yêu à. Ngoài bên em. Mẹ ổ vui hơn, mẹ giỏi vui nhất. Mẹ ổ chuẩn bị. Bữa giờ mẹ ổ gọi Di liên tục luôn. Mẹ ổ lau nhà rồi vậy. Dọn nhà luôn á hả? Sạch sẽ để đón ba mẹ anh qua đúng không? Không có ở ngoài xuống cho ăn cơm, thường là không có nhiều người đúng không? Ở nhà bên này đúng không? Như chúng ta tập trung, hai gia đình tập trung đúng không? Ngoài xuống đâu có ăn cơm ở đâu có. Đó, bây giờ sẽ ướp trước đi rồi mọi người. Ướp xong đi rồi mình đốt than rồi mình đem ra ngoài suối á, là Di quay cái đường đi ra suối cho mọi người xem. Ủa mẹ nấu thêm xôi hả mẹ? Vậy là mình ăn giống như là cà ri á hả? Ấy đâu? Roti hả? Roti như gà roti mà ăn với xôi gì đó. Trời ơi, lâu lắm rồi mới ăn lại món này nè. Lâu lắm luôn rồi đó. Thường là đi suối là mình hay làm cái món xôi đậu với gà roti đúng không? Mà hôm nay thì gia đình Di sẽ ăn nướng ướp cút với cánh gà để nướng ăn với xôi đậu. Đậu không ăn bên. Mọi người ơi, bé Nan thay đồ nè, dễ thương không? Đi tắm suối. Tắm suối hả? Tại xem trước tắm suối được không? Na cha đi tắm suối. Na cha đi tắm suối. Không có hỏi cá sấu nữa. Cá sấu đâu mà có. Cái này cơm nghiếp Thái Lan. Việt Nam. Xôi đậu Việt Nam. Xôi đậu Việt Nam giống là xôi xoài Thái Lan. Đây là cháo heo. Cháo đây heo. Là cơm chó. Của mấy thú cưng. Gia đình của chúng ta dễ thương lắm. Gia đình của chúng ta là chuẩn bị cho chó, cho heo, cho ba con gà ăn trước. Người là ăn cái gì chứ có biết là sao. Thiệt, ông okay. Nói thiệt mà. Nó cho cho heo, cho hai con heo, đúng cho rồi. Ba con chó, cho ba con gà ăn trước đúng không? Đúng rồi, gia đình chúng ta thương lắm là cuộc sống của người ta nói cái gì không có được đúng không? Nó có cho người, không phải cho người, cho con chó, con heo, con gà ăn trước. Ngon lắm con ơi, nó béo nữa. Béo thiệt mẹ, thơm cốc dừa nè. Thơm cốc dừa quá. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Rồi mọi người ơi, bây giờ thì gia đình Duy đã chuẩn bị xong đồ rồi nè. Đây là một cái trứng cút. Trứng cút, một cái trứng cút. Một thao. Trứng một thao. Con cút. Cái này một bột. Bọc xôi gói trong lá chuối. Hai dao. Còn đây là một cái hộp bánh kem mà hôm qua cô Lợi ở Bình Dương á gửi tặng gia đình. Duy Nên hạnh phúc. Dạ cảm ơn nhiều lắm. Con cảm ơn cô Lợi. Dạ bé Nan
Dạ con nên cảm ơn cô Lợi. Cô Lợi, không phải cô Lại em, cô Lợi. Cô Lợi. Cô Lợi. Cô Lợi. Đúng rồi. Cô Lợi cũng hạnh phúc trong gia đình của chúng ta. Ok. Thôi ta đi thôi. Còn bác đi đâu? Đi chuẩn bị bếp nút. Đúng rồi, sẵn sàng rồi đúng không? Sẵn sàng. Rồi mà bác đi nhóm củi mọi người ơi. Ê cha không có nhúm trước giờ nha. Đâu có nhúm đâu. Đem dưới kia nhúm. Em xuống dưới suối đem đi. Bây giờ cầm theo cái dao đi mình phát. Sợ nó cỏ nó lên cao quá. Thì bé nè. Không có nắng nè bà ba. Cần với ở nhà của chúng ta đúng không? Ừ. Con không lấy áo vậy. Đâu sao bố ạ? Đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời. Đi chín rồi, chín rồi. Nè chín rồi, để chị bẻ cho. Cái này đúng không? Trời. Em bẻ ở ngoài vườn à? Đã ha. Ừ. Ý dọ. Thôi lắm. Sabo. Ở trần cây cũng có chín. Review Sabo. Sabo ở nhà. Đây. Sabo ở nhà không có ăn bạc 1kg, 2kg nữa. Ăn từ từ thôi. Sabo này là bé Nan vú nè mọi người. Mời cái nhà ăn Sabo ở nhà chung. Mời cái nhà ăn chung. Ngon á. Dùng cái này cho người ta lên cây trồng. Ngọt thiệt luôn á. Sabu không có thú à? Có con cái này nè, phải không? Phải. Ừ, con cái này. Con cái này thích ăn sabu của gia đình của chúng ta lắm. À, nè, chín rồi. Nè, để rồi. Nè. Chín rồi. Ăn được. Dạ bé Nam mời cái nhà ăn Sabu nhà chung. Đi nè. Dạ. À, chồng kêu bé Nam đi chung mọi với gia đình. Đi thôi. Giờ là có mưa đúng không? Cả già ơi là có con cái gì nè em Huy, chứ không cái gì nè thì con bé Nam sợ ạ. Con gì? Con cái gì nè nhiều trưng ạ. Con có con gì ta? Con cái gì thì ở sao bua đúng chứ ạ? Con sâu hả? Con không chiếu. Phải con sâu, con cái gì chứ con có nhiều con chiếu. Con chiếu. Con chiếu ở trên đất nhiều lắm. Con chiếu. Con chiếu hả? Nếu không có mưa thì tắm suối không có đường ạ. Không có nước. Không luôn chứ, ở nhà của chồng yêu là không có nước xài luôn. Chỗ này không đúng vậy không? Quý bà ba, cái này ở nhà của chim mà bà ba? Ừ. Wow, dám gì ốp luôn. Đây là chim yến ở nhà. Đúng rồi, dám gì ốp luôn. Bà ba, cẩn thận đó, bà ba là con cái này nữa nè. Con chiếu. Nước mát quá. Nước mát. Anh đi dớp mập rồi. Nè nè. Mập lành. Anh hả? Ừ, mập lành. Tắm à? Không có nắng nữa. Có nắng nữa. Anh này đẹp không em? Coi chừng nha em. Đi cẩn thận nha, nó trơn bé. Nếu có mưa đẹp quá, phu quá nhiều. Có, chờ đi, chờ thêm. Chờ chúng ta đi Thái Lan về á, là chúng ta là tắm suối ở đây nữa nè. Ở đây thì ít nước nè. Ít nước. Lại được chứa nước nhiều. Cam. Ôi nước mát quá. Cam. Không làm gì á, không đi đâu ạ. À. Em tắm đây được nè. Không phải đâu anh yêu. Kìa ăn kia kìa. Có nước. Có nước là có con cái gì. Nói dạ xin lỗi chứ. Xin lỗi hả? Xin lỗi muốn làm gì. Không đáy nữa. Không đáy dám ở biển nữa. Ai? Cái này là ai? Em không? À? Em đúng không? Bây giờ làm video không nói ra. Anh nói cho các bạn biết hết luôn. Đó, ngâm đi nấu đây nè, một xíu nó lạnh là mình ăn. Còn bây giờ em đi kiểu này là nó đụng nước rồi, Đụng nước là mình ngâm mình không được. Hơi lạnh đó, chưa ăn nữa là lạnh đó. Nè, ơi đó. Làm cho lành lành luôn á mẹ. Đúng rồi, làm cho lạnh, ngâm cho lạnh. Đúng rồi, nước lạnh thiệt. Cái gì nữa, bánh kem á mẹ.
Ăn kem ngâm xuống đây cho chơi. Ăn kem uống mạnh đúng không? Ăn kem ngâm đây sao ăn trời. Nước uống mẹ, nước ứng nữa. Nước nước, nữa. Nước có đem nước mà. Không có đem. Rồi ăn xong uống nước suối luôn. Trời ơi, đã thiệt chứ. Có cá hả? Tắm được nè. Đá tắm được nè. Nước nhiều. Của trẻ may. Ủa Dũng này ca nước sâu nè, tắm được nè. Hút đầu mập rồi. Mập nói đi chung đi chung đi chung. Ờ. Ôi bơi. Bơi luôn. Bơi luôn. Bơi luôn. Ờ. Lâu lâu có tắm nó con nè. Đây nè. Ui anh yêu lành. Lạ lắm. Cô chừng ra nha. Rồi em ăn giờ trước khi ăn bánh kem hả? À. Ăn bánh kem ăn dưa hấu em. Bây giờ thiếu đường ăn bánh kem chó còn yêu. Thiếu đường ăn gì? Rồi ăn bánh kem nha. Đúng rồi. Mình lót cho nó chuối nè hả? Ăn cơm đi nè. Nè coi lá chuối để đây nè. Lá chuối để đâu đi? Mập té. Mập té hai cái mặt quạo luôn. Không mập á, anh chạy anh đi té đuổi đuổi á. Quạo thiệt nè, quạo bẹp không quan tâm hết. Rồi. Cái này là mình để dưa hấu đợi ăn lên đây. Ủa vậy bánh kem sao cái bọc bánh đựng bánh kem có dĩa có đồ không đem theo luôn hả? Không. Không, không có thấy. Không sao gì ăn bắp. Ở trong có bọc, không có chi. Không mẹ, có nước, không có gì. Bọc đi với ngay lá chuối. Ăn bắp luôn. Thường thường cái này được mà. Nè bánh của cô lại cho nè. Cô lại. Nè cho em à, trái tim. Cái gì? Trái tim tình yêu. Có bao nhiêu tim hả? Hả? Nhiều tim cái lắm. Cái này cho bé nè rồi. Cái này nè cho mẹ. Ờ đúng rồi. Giờ mình ăn bắp đi nha chứ sao nữa. Đi lá chuối ha. Xé miếng để lên, xé miếng để lên miếng nhỏ thôi. Quắn luôn à. Để cầm lên á. Lấy cái dao rồi dọc. Ờ lấy này. Gì nhỏ xíu trời. Trời ơi nè. Dạ tạm ơn xong. Cô lại. Cô lại. Cô lại. Dạ. Cô lại. Về cái nhà ăn bánh kem của cô lại. Chung. Cô lại tặng. Nè. Cho bánh kem. Lá cây dùng với trang bánh luôn. Thiếu đường, mẹ thiếu đường. Bơi nhiều lắm. Cho, để cho. Ngon ngon. Cho bánh kem ăn chung rồi. Kem. Ăn kem ăn bánh kem đi. Cho kem ăn bánh kem. Không phải cái gì nữa là gia đình của chúng ta thường thường à, nếu có muốn ăn bạn chung. À, đúng rồi. Chó là bạn chung. Bạn chung, chung không phải quá, cái này không có ngon, nó bò to nó không rồi. Phải quá. Không phải nha mọi người. Tại vì chó là bạn á, cho ăn chung vậy á. Đúng rồi. Mẹ ăn bánh kem nữa. Ủa con này chín chứ cha? Khác rồi nè. Gần chín rồi. Giờ cái này mà ăn mà bẻ ăn với kèm với xôi tốn tế con chuyện luôn á trời. Nè xôi nè. Ngon nè mọi người. Kem. Yeah. Thơm lắm, thơm lắm. Thơm lắm trời. Ăn thử miếng này. Ngon thơm. Ăn đúng không? Ngon quá. Nè con. Dù ăn cái này, muốn ăn cái này mẹ. Nếu ăn với sông tăm á, người ta thích bán chung với sông tăm. Ngon lắm. Con thấy mẹ, như mà con thấy mẹ làm nước sốt à. Thơm quá, thơm hơn. Thơm hơn người ta nấu à mẹ. Mẹ anh nói thiệt chứ mẹ mà đem qua bà Thái bán. Đúng rồi. Bé nên thấy học đồ ăn với mẹ không có cái gì làm chết luôn à, không có cái gì khó luôn à cùng tóm à. Nhưng mà không có cái nào qua bên Thái Lan đi tắm suối mẹ làm này cho ăn ha. Đúng rồi mẹ con thấy cái này là dám ở bầu bà ngoại lên. Ủa cái gì? Con bé à. Trái gì? Trái sung. Ủa em bẻ cho sung ăn hả? Đúng rồi, ăn rồi. Với cái này. Em đi cẩn thận nha. Gần chín rồi mà. Đây, đi qua đây. Trái sung, trái sung. Ui, trơn em nè, trơn nè, trơn nè. Trơn quá. Dao qua đây, lửa dao đường mà. Đi coi nhìn nó nha, cái dao chợt, cái dao không có dao. Ôi, mũi này trời ơi, đứng chuyện cái lột à, ơi, nó lột sao? Không. Sung non hả, bẻ sung non đó con. Sung non, cái này nó chỉ có kiến từ từ. Chồm đến bứt được rồi. Dạ con xin lỗi, con với cái này cho ăn thôi, không phải lấy đi bỏ. Để ăn nè mọi người, bé Nan ăn sung. Rồi xin chào mọi người. Thì hiện tại là đã được hai con cút, hai cánh gà. Tại vì trời nó đang kéo mưa, trên tranh thủ gia đình Duy sẽ tranh thủ vừa ăn vừa nướng nha mọi người.
Rồi. Ui cái này ngon lắm mẹ. Giờ cha cho cha ưu tiên cho cha cái cánh nè. Cha nãy giờ cha nướng. Cái cánh đi. Cái đùi, cái đó cái đùi. Này cái này cái cánh chứ đùi gì? Nè cha. Cái cánh. Cái này cái cánh. Cha ăn chung ở đây nha. Anh gì chúng ta. Cha ăn xôi không? Không, nhưng nào. Ui cái này cùng. À. Thì là cha ăn cá bóc. Rồi, mời chưa? Nóng quá. Dạ em ăn cánh phải không? Cánh lên lên con cút. Cầm cái này luôn. Cút lưỡi nè. Ba. Mời cả nhà ăn chung. Vô. Vô. Trứng lòng đồng. Ngon lắm cả nhà ơi. Mọi người, trứng lòng đồng. Bên anh đang cánh gà. Đúng rồi, thích thích cái này lắm. Ngon. À. Xé cái đùi ra. Xé đùi ra. Xé đùi ra. Cút này nó mập á, nó thịt nhiều á. Ăn kèm với xôi á ngon. Đây là xé cái đùi ra xong cái mình lại quất miếng xôi. Ui nóng quá. Đây, bẻ miếng xôi. Đưa lên. Đây. Xôi, cầm xôi. Cầm mấy trái cảnh của ngà. Cầm cái cảnh. Cầm cái cảnh. Hột nữa. Ngà xôi là cha mày ăn. Rau cái này. Ăn đi. Ngon lắm. Nè. Xé không ra là nó còn sống á. Xé không ra. Cánh gà chín rồi. Mẹ ơi cái này cũng ngon. Giờ mày lấy mày gặp mẹ bé Nam mày nói sao? Mẹ chào, tấp tay mẹ chào thôi. Thì mẹ nói là sao qua đi Kha. Mẹ lớn hơn mẹ không không. Học quân đúng rồi, đúng rồi. Mẹ lớn hơn mẹ không cần chấp tay. Chừng nào mà chị xuống mày mời cha ăn cái gì cái cha cặp quân khạp. Cha mẹ nhớ gặp á kiểu như mình cảm ơn đó mình là thạc quân khạp. Nữ là mẹ là Kha nha. Mẹ Kha. Kha Quân Kha. Mẹ Kha Quân Kha. Cha là Kha Quân Kha. Đó, nam là Kha Quân Kha. Gì đó. Dạ. Đó là cứ cảm ơn là Kha Quân Kha gì đi. Rồi chừng nào mà chào thì chào là sao qua đi Kha. Sao qua đi Kha. Cha là sao qua đi Kha. Đúng rồi. Sao qua đi Kha. Sao qua đi Kha. Đúng rồi, vậy mình thấy. Nhưng mà thường thường mẹ lớn khắp. Mẹ và cha lớn hơn 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 mẹ của bé Na đúng không? Đúng rồi. Là thường thường Kha Quân Kha, Kha Quân Kha. Cái này nè. Lại đây nhiều. Lịch sử. Lịch sử lắm. Đúng rồi. Mẹ ổ cười luôn. Mẹ ổ giỏ luôn. Mẹ ổ mắc cỡ luôn. Mắc cỡ. Tại vì mẹ ổ nhỏ tuổi hơn mẹ nhiều. Cho nên á là khi mẹ nói kiểu như lịch sử á là người lớn mình nói chuyện lịch sử á là kiểu như người ta tôn trọng kiểu vậy á. Mẹ thèm cái gì mẹ đi ở nhà của con, mẹ làm dám ở nhà của mẹ luôn. Không mấy rồi. Không phải. Mình đem thêm hũ mắm ruốc rồi mình bỏ vô cái ba ly á, đem theo. Ba bển thì mẹ làm, mẹ thì làm mấy món Việt Nam cho mẹ ẩu ăn. Còn mẹ ẩu sẽ làm mấy món Thái Lan cho cha mẹ ăn. Đúng rồi. Nhưng mà con sẽ nói với mẹ ẩu là làm ít cây. Đúng rồi. Nói chuyện với mẹ. Mẹ không biết ăn cây. Ăn cây không được. Đúng rồi. Hôm đó mẹ nếu người ta nếu dám mẹ người dám mẹ không biết ăn cây có không có ăn, không có ăn nữa. Giao ba tử không tốt. Giống con hả? Con thích ăn cây mà con bị đau tử á. Qua bên Thái Lan ăn con ăn riết con hết đau tử luôn á. Chỉ sang khác rồi. Chuẩn bị thuốc thôi bà ba. Chúng ta đi đi mua thuốc. Gì? Gì đau tử á? Gì từ khi mà quen bé Nam là rồi qua ở bên nhà bên Thái Lan á. Đau tử ăn riết rồi hết đau tử luôn. Chuyển qua bệnh khác. Chuyển qua chào người dạ dày. Quá trời ngon luôn. Đây. Để Duy qua cầm quay chứ để cho em Huy ăn mớ. Chứ bắt nhỏ quay hoài nó không ăn được. Ăn với bé nè. Móp. Có chân không? Rồi, ăn đi con ơi. Dạ. Đà bá nè. Cái người không có răng ăn mới ghê nè. Đi. Chạy già ơi, quậy trái cánh của. Quậy cái cánh. Trái cánh thôi chứ quậy cái cánh gì em. Trái cánh. Quậy cái cánh cho khô. Trái cánh của Cúc. Là giỏ xíu. Ừ đúng rồi. Đó, ăn đi rồi mình đi khui dưa hấu mình ăn. Dạ đúng rồi. Ăn yêu. Rồi cả nhà ơi quá trời ngon luôn tuyệt vời luôn cả nhà ơi. À. Đi picnic suối nha. Suối gần nhà. Gần nhà coi nè. Nên đi. Rồi cho cha con xin cái cảm nghĩ là lần đầu tiên đi nước ngoài, chuẩn bị đi nước ngoài thấy cảm giác như thế nào? Cũng thưa chuyện với cả nhà luôn ha. Các cô chú anh chị các con cháu ha. Là cảm nghĩ đi mà đi qua bên Thái chờ gặp chị xui là phải nói làm. Rất là vinh dự và rất là mừng rồi. Hai bên kia gặp nhau
để mà coi như là lần đầu luôn á, lần đầu luôn gặp mặt không ai rồi. À, gặp mặt để mà coi như trao đổi những cái vấn đề cũng như là của con cái nó đó. Đó. À, nói chung cũng coi có biết gì đâu nè, có biết gì đâu nói, có biết gì đâu nói. Giờ cứ qua bây giờ trước mắt bây giờ cũng phải học và bắt tiếng Thái. À, như chẳng hạn bây giờ gặp chị Xuân đó là không con chào là Solikap. Dạ đúng rồi bà. Chừng nào mà mẹ ổ nói rồi đúng rồi anh Xuân, mời anh Xuân vô nhà hàng cái cặp cũng khác. Dạ đúng rồi bà ba là bây giờ chắc chắn đúng không? Ừ. Dám con là dạy cho chồng của con à, nói dám con dạy cho anh gì nói đúng chứ đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà lần đầu tiên à, giờ mẹ ổ à quần ế ở đá ở ế đái ở quần luôn. Trời ơi mẹ của vợ. Ai luôn chứ đi con dạy hết là sao bà đi khắp dạ không quên khắp cây quánh nói sao con bẹt mát lời thẹt mát lời thẹt cha nói sao nước miếng ra ngoài á thẹt nước miếng dư ra ngoài đó hả thẹt thẹt gì thẹt mát lời thẹt mát lời à cây quá à thẹt mát lời chị thẹt mát lời chị Xu ơi cây quá à chị Xu ơi đúng rồi thường thường mẹ ổ biết nhở cây là cái gì đập thẹt em là cung miếng mặt mẹ mày thẹt mất lời anh bật anh chặt lên bảy rồi Nguyên yêu xịt nước đúng không ạ không phải có máu rồi à, này sao bẻ sao chết rồi không mượn cái dao đi em cái này khó hai hơi điểm em thôi thì hôm nay là chủ yếu là dắt bé Nam đi tắm suối mà suối xuôi cái này là không có nước mọi người Duy nghĩ là gần nhà nó sẽ có nước nhiều nhưng mà không có nước thì chắc là để dịp sau á vài bữa sau là Duy sẽ dắt bé Nam đi tắm suối ở Phú Quốc tại vì về Thái Lan đột xuất quá cho nên là cũng không có thời gian nhiều để dắt bé Nam đi chơi nhiều rồi cho nên là bây giờ đi Thái Lan trước đi cho Duy đưa ba mẹ kiểu như gặp Suya bên nhà bé Nan á. Mẹ ở Sulawesi là có biển, có nước suối, có trái cây. Dạ. Cái nhà biết không? Tại vì từ khi mà hai đứa lấy nhau á là hai bên thông gia chưa bao giờ kiểu như chưa thấy ở nhau ở ngoài nữa. Thì đây cũng là một cái cơ hội để cho bà bái, bà má gặp mẹ ổ, bà ngoại với bí ổi à. Bí ổi. Đó gia đình của mẹ ổ. Ok mọi người ơi. Thì chắc Di xin dừng video clip ở đây tại vì mưa nó cũng đang kéo tới nè. Tranh thủ gom đồ, dọn dẹp, lụm rác này kia đi về. Cái tập video của chúng ta, ông mình like, đăng ký và share. Rồi đi chơi. Hoài quá.